Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì anh Khánh qua chơi. Sẵn dịp thì mình cũng đang học hỏi về cái nghề nail các bạn. Thì mình có mua một số dụng cụ nè để về mình học dip. Trước tiên là mình học dip trước cái đã. Cho nên mình sẽ mượn anh Khánh chỉ cho mình vài chiêu, vài đường để mình có thể học hỏi cái nghề này nó mau hơn mọi người ha. Thì bây giờ á anh hướng dẫn cho em đi, bây giờ trước tiên là mình làm cái gì trước? Mà đầu tiên chào tất cả mọi người của kênh Kim Minh. Thì để mình giải thích cho các bạn hiểu chữ dip nó là cái gì, đúng không? Nếu nói chữ dip các bạn không hiểu. Bên nghề nail á thì đầu tiên á, sơn nước là loại sơn bình thường, giống như là các bạn thấy bên Việt Nam á, sơn màu á là bình thường. Ở bên đây nó dùng là, nếu mà sơn thường á nó gọi là sơn nước. Và cái thứ hai á thì treo thì cái này. Treo thì nó có một loại, nó cũng là nước, thì nó cũng là một loại sơn nước. Nhưng mà nếu mà sơn thường á thì các bạn chỉ hơ khô tay bằng cái quạt thì nó khô. Còn có loại treo này á, nó cũng là giống như sơn nước, nhưng mà các bạn phải bỏ vô một cái đèn UV là cái ánh sáng á, để nó làm khô cái màu này. Các bạn mà để vô quạt á, nó không có khô. Phải đèn cái treo đó là xài đèn UV thì nó mới khô. Và khi mà nó khô rồi á thì nó rất ít khó bị chảy. Khi mà các bạn đụng cái gì á thì nó khó chảy hơn là nước sơn thường. Nước sơn thường có nhiều khi đụng vô nó sẽ bị chảy cái nước sơn. Thì cái giá của sơn nước khi mình làm thì nó rẻ. Ví dụ như mình nói là 15 đồng, nhưng mà sơn treo thì nó có thể gấp đôi hoặc là gần gấp đôi. Nó gọi là sơn treo, mà khi mà các bạn sơn lên cái màu sơn nó rất là bóng, nó khó bị chảy xước. Và cái loại thứ ba hôm nay Kim Minh muốn nói á, muốn học á là dip. Tại sao gọi là dip? Dip nó cũng là một loại treo, nhưng mà nó là bằng bột, nó gọi là powder treo. Còn cái này nước, cái này là sơn nước các bạn. Thì gọi là nó có những tên các bạn hay thường gọi là salad thì đó thì là treo, mà treo nước. Còn cái dip là pow treo thì bằng sơn bột. Mà hôm nay Kim Minh muốn học về làm cái dip này á, thì đầu tiên á mình tưởng tượng giống như là mình cái móng tay là móng tay giả nè các bạn. Các bạn thấy móng tay giả bằng nhựa không, nó có nhiều số. Ví dụ số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 thì theo cỡ móng của mình thì mình dán lên cái đầu móng như vậy nè, cho nó dính lên. Nhưng mà bây giờ mình hướng dẫn Kim Minh là đầu tiên á, em bấm chạy máy số chậm nhất á. Mà em nhớ ra khi các bạn mài móng á, cái mặt bằng của cái lưỡi của cái này đó thì nó nằm trên cái móng. Em chạy thử thì giống như mình chạy trước khi mình chạy cho nó có cái độ ma sát á thì nó ăn á các bạn. Chậm á, để qua cái ngưng rồi, đó vậy đó, qua cái ngưng đó, thấy không, dễ không, bắt luôn đây à, đó đó. Cái này là mình dài như vậy để làm gì? Để cho nó có cái độ ma sát, không có đi ngược lại, chỉ qua một chiều rồi ngưng, kéo lại ngưng rồi qua đây lại. Rồi em thấy nó có độ sần không? Đó vậy thôi, ví dụ đủ vậy thôi đó. Mình tập thử thì mình chạy hết nguyên móng, nhưng mà khi các bạn làm cái móng người ta không có dài, hoặc là khi dài thì chạy khác. Ví dụ vậy đi. Tới đây đi ha. Rồi tới đây nè. Rồi mình em tắt máy đi. Các bạn lúc đầu á, các bạn chưa có mài thì các bạn thấy nó bóng đúng không? Thì các bạn mài qua rồi, chạy máy qua rồi nó có độ sần nè. Nên khi các bạn nhúng á, nó có cái độ ma sát, nó sẽ dính cái nước sơn của mình ở trên. Đó là ví dụ. Khi làm xong rồi phải không? Em lấy số 1, em chét lên đây. Cái nước của nó có 4 số nha các bạn, làm 4 bước. Đầu tiên em lấy số 1 nè, này phải số 1 không? Này số 1 nè. À, số 1. Quẹt sao cũng được, tại cái nước số 1 nó giống như là để làm sạch cái mặt móng á. À, quẹt đại cũng được. Rồi, không có cần phải đều. Là cái nước số 1 này á là nó làm sạch cái mặt móng của mình, giống như trên móng mình nó có dơ cái gì á, chỉ làm sạch. Rồi cái nước số 2 nè, cái số 2 em nhìn thấy nó có chữ gì? Có chữ B sao? Không, bay extra hole. Extra bay hole. Ừ đúng rồi, bay
Là cái nước bay là để nhúng bọt á, em muốn màu này đi. Màu này cho dễ thấy nè. Cái màu đậm á các bạn, dễ thấy hơn. Một cái hũ này em mua nhiêu tiền? 9 đồng. Một cái hũ này 9 đồng các bạn. Làm biết bao lâu nó mới hết một cái hũ này. Bây giờ em lấy cái chai số 2. Anh tự ngón tay anh ra nè. Rồi, anh chét chưa? Tự chọn xuống dưới nha. Chét số. Đó. Để anh nhúng vô đây nè. Anh nhìn nè. Anh nhúng xuống nè. Cái nước bê nó giống như keo vậy các bạn. Đúng không nè? Giống như keo vậy á. Các bạn Kim Minh chét lên xong các bạn nhúng vô thấy nó có màu dính trên đây không? Thì cái màu của cái bột nó sẽ dính lên trên móng. Dính trên móng mình hay phải không? Rồi bây giờ anh chét keo em nhúng vô nha. Sau khi mình nhúng vô xong mình dùng một cái cọ các bạn. Mình quét xuống cho nó bớt nè. Cho bớt cái bụi đi ha. Bớt cái màu á. Rồi bây giờ để anh sơn rồi em nhúng vô cho nó quen tay ha. Để nó có cái thế á, ngón tay nó có điểm tựa á, bạn sơn cũng vậy. Cho nó nhiều nước chứ không sao, mà em cứ vệt đại xuống nè. Rồi, em cầm em nhúng vô cho các bạn thấy. Cầm cái hũ lên luôn. Nhúng bình thường rồi. Rồi kéo lên. Kéo lên thôi, rồi. Lấy cái cọ phủ vô đây nè, phủ vô màu nè. Nó ngỡ nó dính keo rồi sao? Dính keo, ok. Rồi đưa cho các bạn coi, thấy cái nước thứ nhì là bắt đầu nó đậm lên rồi phải không? Đó. Cái nước đầu tiên thì nó lợt, nhưng mà nước thứ nhì thì nó đậm. Thường thì mình chỉ nhúng hai nước thôi. Nhưng mà mình muốn cho các bạn coi rõ hơn thì mình nhúng thêm một cái nước thứ ba để cho cái màu nó rõ hơn. Rồi em chét đi. Thẳng từ trên xuống đi. Hết thì lấy khác, đừng quên vậy nữa. Hết thì cứ lấy nước. Rồi, được rồi. Rồi nhúng vô lần nữa. Nè, cầm cái hũ lên cho các bạn xem. Nó ướt phải không? Rồi, nhúng lên bột, cái bột nó hút vô cái keo. Rồi, vô lên cho các bạn xem. Đó. Đúng không? Đó, cái màu các bạn thấy bắt đầu nó đậm lên rồi phải không? Cái đó là nước số 1 với nước số 2. Bây giờ em lấy nước số 3 là bây giờ nó vẫn còn đang ướt phải không? Mình cho cái nước số 3 lên thì cái nước cái đó nó sẽ khô lại. Vệt nhanh lên, cái nước nó giống như là nó làm khô thôi. Nhiều nước chút, nhiều chút. Em thêm lần nữa đi. Là nó cho cái bột này nó khô lại á. Chứ không phải là sơn. Cứ quệt thấy nó đều ướt là được. Đó. Nè. Sau khi mà chét cái nước số 3 vô là cái bột ở trên đây nó sẽ khô lại. Các bạn thấy cái màu nó bắt đầu có đậm lên rồi thấy không? Đúng không? Để bình đó, bình áo của mình là thấy màu đậm lên nè. Là bây giờ cái bột nó khô rồi đó. À, cái bột nó khô rồi đó thì thường thường á mình để nghe cái quạt đó các bạn. Đó, em thấy khô không? Nó khô rồi đó. Thường thường á mình để khi mình làm bàn tay này mình xong á mình cho khách để nghe quạt nó hơi chút xíu cho nó khô. Khi các bạn làm qua bên tay này thì các bạn quay lại tay này làm từng ngón nha, cái này từng ngón giống như các bạn đầu tiên các bạn làm ngón này xong qua ngón này, thao tác nó giống nhau thôi, ngón này gọi lại. Xong cái quán này các bạn cho nước số 3 vô cái nước khô. Các bạn qua đây quay lại là giờ nó khô rồi nè. À, màu khô rồi đó. Thì bây giờ á, nếu mà làm trên móng thiệt xong á, thường thường nè, thì thường thường cái cuticle của mình á, nó có theo cái vòng cong nè các bạn. Đúng không? Thì anh chạy sơ qua cho các bạn xem. Ví dụ như nó đang hình vậy phải không? Nè, các bạn thấy đó, ở trên nó chưa có đều phải không? Nhưng mà vô cái móng của mình nó có vòng cong á, vòng cong hay móng á. Thì lúc này không để nằm nữa mà để đứng lên. Giống như em thấy ở đây, em tưởng tượng giống như có cái G, em R thấy có cái G không? Đó. Thì giờ mình chạy cho cái G không để ngang gì nữa mà
Vậy đứng giống như mình chạy heo. À đó, giống như mình chạy cái gờ này thôi nè. Giống như em chạy cái gờ nè. Mình đi từ từ á, đi theo vòng cong. Ví dụ tới đây ngừng. Tới đây ngừng. Tới đây ngừng. Không, tới đây ngừng. Mình đi cắt làm sao cho nó thành cái vòng vòng cung á. Giờ các bạn xem Kim Minh chạy cái móng á, cho nó láng cái mặt á, chạy sơ chút xíu cho các bạn xem nha. Nó đang sần sùi á, thì là chạy sơ qua, cứ để từ bên phải qua bên trái vậy nè. Rồi vậy đó. Đó, thì các bạn có thể đi mấy lần xong rồi mình để lên tay nè. Mình rờ mình thấy nó láng thì thôi, còn chưa láng mình đi lại lần nữa, đơn giản vậy thôi. Em tắt máy đi. Là các bạn, cái đi cái máy á, nó làm cho láng cái bề mặt ha. Sau khi láng rồi á thì mình lấy nước số 3 mình cho lại lần nữa cho nó khô cái móng thêm lần nữa. Em muốn sơn là phải để cái ngón tay ở trên nè, đó nó có thế nè. Cho nó ướt ướt cái cọ lên. Đó cái này. Đó. Thì cho cái nước số 3 lên là để cho nó khô cái mặt móng này nữa. Và để nó quạt cho nó hơ khoảng mấy chục giây là cái này mau khô đó. Sau khi nó khô xong á là cái bước cuối cùng á là mình cho cái nước treo lên là làm cho bóng cái màu, các bạn thấy nó chưa có bóng phải không? Giờ em lấy nước số 4 á, em chét lên rồi cứ kéo từ trên kéo xuống nè, không phải bắt đầu bóng lên rồi phải không? Rồi cứ để ở ngoài khoảng chừng mấy chục giây là nó khô là nó bóng luôn à. Bạn thấy nó khô nó bóng đó, nó nổi cái màu lên luôn ha, nó bóng không? Rồi tạm thời mình để ở đây cho nó khô, bây giờ Kim Minh sẽ lại làm lại lần thứ nhì. Rồi. Để chút xíu là nó khô rồi các bạn ơi. Cái này phải thực tập dần dần bây giờ á. Giờ mình làm mỗi ngày á. Cái buổi học của mình á thì chỉ có vậy thôi đó các bạn. Và bây giờ mình tập tành từ từ thì mình biết cái công thức như thế nào thì bắt đầu mình ngồi mình tập để cho nó quen nhuần nhuyễn cái tay. Rồi á thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của hai anh em mình ngày hôm nay nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.